Tử vi tuổi Thân 2024, năm cuối tam tai vẫn đón tin vui tới tấp. Tử vi tuổi Thân 2024 nhận định rằng thời của tuổi Thân đã đến, mặc dù đây là năm cuối tam tai. Tổng quan tử vi tuổi Thân năm 2024 Giáp Thìn, tình hình chung của tuổi Thân 2024 có vẻ đầy hứa hẹn. Được rồng che chở, tuổi Thân sẽ phát triển tích cực, nắm bắt đầu với nhiều cơ hội sẽ dẫn đến những thành tích cao hơn. Từng bước một, tuổi Thân nên tận dụng may mắn của năm 2024. Tử vi tuổi Thân năm 2024 đặc biệt khả quan về các mối quan hệ. Đời sống xã hội của Thân sẽ phong phú hơn, nhận được sự ngưỡng mộ và tin tưởng từ những người xung quanh. Nhiều cơ hội phát triển sẽ nảy sinh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Năm 2024, tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Năng động hơn bao giờ hết, họ sẽ có thể quản lý nhiều chức năng cùng lúc và luôn di chuyển, chấp nhận rủi ro phải di chuyển thường xuyên như một phần công việc của họ. Đối với tuổi Thân, 2024 là một năm thuận lợi cho các mối quan hệ nghề nghiệp. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để mở rộng vòng kết nối của họ và kinh doanh hoặc thậm chí nổi bật giữa đám đông. Như dự báo chiêm tinh năm 2024 đã chứng thực, tuổi Thân sẽ đặc biệt hấp dẫn nhờ sức hút mạnh mẽ và kỹ năng hùng biện. Tử vi tuổi Thân năm 2024 dự đoán cho một năm rất thuận lợi. Tất cả những hận thù và đấu tranh hiện tại sẽ bị xóa sạch bởi những thành tựu mới trong năm. Sẽ có một sự thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm của người khác về bạn. Bạn sẽ rất vui khi làm mới mối quan hệ với những người bạn cũ mà bạn đã gặp nhiều vấn đề. Đã đến lúc nhìn vào năm mới với một cách tiếp cận tích cực. Tất cả những xung đột cũ nên được quên đi. Đã đến lúc tận hưởng những thành quả của bạn và tận hưởng sự khởi đầu mới. Dự đoán về tình yêu. Năm 2024, cuộc sống tình yêu của Thân sẽ tràn ngập đam mê và nhiệt huyết. Nếu họ đang trong một mối quan hệ, họ và đối tác của họ sẽ hoạt động như một, hợp nhất hoàn toàn. Họ sẽ ở rất gần và các giác quan của họ sẽ luôn cảnh giác. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy cảm xúc đối với họ và họ sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất, thỏa mãn cảm xúc nhất trên trái đất. Vào năm 2024, các dự báo chiêm tinh cho chúng ta biết rằng sẽ không phải thói quen thống trị hay thói quen có thể trở nên nhàm chán mà là sự đổi mới lấp lánh sẽ khơi dậy tình yêu trong các cặp đôi. Năm Giáp Thìn 2024 mang đến cơ hội hình thành các mối quan hệ yêu đương mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Các mối quan hệ hiện tại nên được xác nhận mà không do dự. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tiến tới các mối quan hệ yêu đương. Bạn không nên bỏ lỡ những cơ hội này, nếu không, bạn sẽ phải tự lo liệu một mình. Về cơ bản, điều quan trọng là phải có một ý tưởng rõ ràng về các yêu cầu của bạn trong mối quan hệ mà bạn muốn chính thức hóa. Ngoài ra, bạn không nên hành động theo bản năng và sự bốc đồng. Sự nhạy cảm nên chiếm ưu thế trong việc hình thành các mối quan hệ mới và lập kế hoạch cho một mối quan hệ manh nha. Dự đoán nghề nghiệp, công việc. Các chuyên gia và doanh nhân tuổi Thân có thể mong đợi một năm rất có lợi và năng động vào năm 2024. Năm Rồng sẽ mang đến rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Khi không nên từ chối những cơ hội này và tiến lên phía trước để phát triển sự nghiệp của bạn để đạt được sự khác biệt. Bất cứ vấn đề gì do năm nay gây ra nên được giải quyết linh hoạt và nhanh chóng. Bạn không nên ngần ngại nâng cao nền tảng kiến thức của mình để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cơ hội để bắt đầu các dự án kinh doanh mới hoặc thay đổi công việc hiện tại sẽ xuất hiện trong năm. Với sự hỗ trợ của gia đình và một chiến lược tốt, con giáp tuổi Thân có thể tận dụng những cơ hội này. Cuộc sống chuyên nghiệp có thể đòi hỏi cao trong năm Rồng. Có thể khó hài hòa giữa sự nghiệp và các mối quan hệ gia đình. Cần có đủ thư giãn để đạt được thành công trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Dự báo tài chính. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ tạo ra những thách thức trên mặt trận tài chính cho tuổi Thân. Tình hình sẽ đòi hỏi khắt khe và rất phức tạp. Sử dụng các phương pháp phù hợp và lập kế hoạch tài chính đầy đủ thì sẽ thành công trên mặt trận tài chính. Không chỉ vậy, bạn còn sẽ tiến lên và kiếm được lợi nhuận tốt. Mọi kế hoạch đầu tư mang tính đầu cơ và mạo hiểm nên gác lại. Thay vào đó, nên nghiên cứu các phương pháp sáng tạo mới để tạo ra lợi nhuận. Tốt hơn là nên có một cách tiếp cận lỗi thời và tránh thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Năm 2024 tượng trưng cho sự tiến bộ và sung túc. Sẽ có ích nếu nắm bắt những cơ hội đến trên đường đi và kiếm tiền trong khi mặt trời chiếu sáng trong các vấn đề tài chính. Một lần nữa, các dự đoán chiêm tinh cho năm 2024 đều thuận lợi cho tuổi Thân. Đây sẽ là một năm tuyệt vời để tích lũy lợi nhuận và cải thiện tình hình tài chính của bạn. Bạn sẽ có một sự tinh tế đáng kinh ngạc để phát hiện ra những kế hoạch tốt nhất và thiết lập các hoạt động kinh doanh hiệu quả. Các chủ ngân hàng sẽ đứng về phía bạn và cũng có thể tư vấn cho bạn về các khoản đầu tư đầy triển vọng. Năm 2024 là một năm tài lộc đối với tuổi Thân. Đây là thời gian để tiết kiệm, dự đoán và lập kế hoạch cho tương lai. Dự đoán về sức khỏe, gia đình. Năm 2024 hứa hẹn sức khỏe dồi dào cho những người tuổi Thân.
mọi thứ có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách bám sát các kế hoạch để cải thiện cả thể chất và tinh thần. Sức khỏe thể chất sẽ đòi hỏi phải tuân thủ một chế độ ăn kiêng và tập thể dục nghiêm ngặt. Cần phải duy trì sức khỏe tốt bằng cách có sức đề kháng tốt với bệnh tật. Rối loạn căng thẳng và lo lắng là bình thường do yêu cầu nghề nghiệp và gia đình. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp ích rất nhiều. Bạn có thể bổ sung điều này thông qua các kỹ thuật thư giãn thường xuyên như thiền và yoga. Dự báo năm 2024 cho thấy, bạn không nên ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp y tế trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào về thể chất hoặc tinh thần. Nam Rồng rất có lợi cho các mối quan hệ gia đình. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ hài hòa. Mọi mâu thuẫn đang tồn tại giữa các thành viên sẽ được giải quyết. Các thành viên trong gia đình có thể mong đợi sự phát triển nghề nghiệp và thành tựu tài chính. Đó là thời gian để tận hưởng cuộc sống khi đang diễn ra tốt đẹp. Nếu có những đề xuất từ những người khác để đi đến sự hiểu biết, đừng lãng phí cơ hội này. May mắn, không gì có thể so sánh với tính cách mạnh mẽ của Khỉ. Đối với tuổi Thân, màu sắc may mắn trong năm 2024 sẽ là vàng, cam hoặc tím. Khỉ cần những màu sắc táo bạo trong cuộc sống của chúng để truyền đạt cảm giác mạnh mẽ và quyết tâm. Những sắc thái này phản ánh rõ nhất tính cách mạnh mẽ của những người sinh năm Thân. Về mặt số học, Khỉ sẽ có một năng lượng đặc biệt vào năm 2024. Chúng trở nên lôi cuốn hơn. Những ngày may mắn là tất cả những ngày thuộc tháng 5 và tháng 6. Các con số may mắn của tuổi Thân trong năm 2024 là 6, 11, 34, 40 và 66. Thông tin trong bài mang tính tham khảo.